Trạng lợn ta, trạng của dân gian, yêu người ghét đắng lũ quan tham, bói sai ta bói bù quẻ khác, ta cười chia sẻ nỗi lầm than. Đây rồi. Ôi, ta tìm Trạng mãi. Ông đi gặp Trạng có việc gì ạ? Trạng biết rồi, sắp tới làng có việc. Ta phải mua con lợn hơn một tạ. Mà ta thì muốn mua rẻ. Trạng giúp được không? Hả? Được. Được à? Thế Trạng giúp như thế nào? Ta có cách này. Ừ. Bây giờ ta làm quan. Còn ông Lý làm hầu cho ta. Không được. Ta làm quan nó quan rồi, bây giờ làm hầu nó. À thôi, mà ta cũng hay quen định quan trên rồi. Làm hầu một tí có sao đâu. Mua được lợn rẻ mà. Ừ đấy. Cởi áo ra. Wow. Cởi áo ra làm gì? Để ta mặc. À, có thích mua rẻ không? Ta hiểu rồi, hiểu rồi. Thế nhưng mà ai lại cởi giữa đường làng thế này? Vào chỗ kín kia, ta đổi áo cho nhau. mua lợn rẻ. Có thấy ta áo hoài không? Hoài không? Rất dáng à. Đi ở sau. Mày qua lại đấy. Có muốn mua lợn rẻ không? Thôi được rồi, đi đằng sau. Cái gì nữa đây? Cởi guốc ra. Đây, guốc của quan lớn đây. Thế chứ. Mời quan lớn. Quan đi trước nhé. Dạ. Mời quay luôn. Trời, tới hầu hạ quan thế này được không ạ? Được. Bẩm tướng công. Bẩm tướng công. Có chuyện gì? Bẩm tướng công, có bán lợn không ạ? Này Trạng, quan lớn, thế này là thế nào? Trạng đâu mà Trạng, mà ăn xưng hô phải chuẩn chứ. Thì quen miệng, bẩm quan lớn, thế vừa rồi có bán lợn không đấy nhỉ? Ngươi không biết à? Ra bán lợn đi. Quan tướng công bảo 18 quan. Sao được 18 quan? Có thể nói gì đâu mà 18 quan. Thì tướng công đi chữ bát, vuốt nhảy chữ thập, cũng phải là 18 nha, cái gì? Ta bắt lợn đi. Trời, quan Trạng, Trạng quan, quả là giỏi. Đi bắt lợn nhá. Đứng nhìn đây. Này. Ai cho các người bắt cái gì? Bắt cái gì? Bắt lợn. Ai cho bắt lợn? Ta xin phép tướng công chưa mà đòi bắt lợn, hả? Này, đi ra rửa chuồng lợn. Đi ra rửa chuồng lợn.
Thế là rửa chuồng lợn chứ còn bắt lợn à? Sai sửa lỗi mà. Rửa sạch rồi nhá. Ê, rửa rồi, sạch sẽ lắm rồi. Ủa, sao nhanh thế? Báo cáo quan là rửa sạch như ly như lau rồi ạ. À. Bắt lợn chưa? Bắt rồi. Trói bốn chân vứt ở kia rồi ạ. Này. Ta tưởng là các ngươi đi rửa chuồng lợn, biết sai thì sửa thì nó là tốt. Nhưng sao lại bắt lợn? Bắt lợn là bắt thế nào? Đừng như vậy. Làm gì đấy? Vào báo với tướng công. Vào hồn đấy. Dạ bẩm tướng công ạ. Có hai tên lái lợn đến nó mua lợn. Nó lại còn rửa sạch chuồng lợn ạ. Mời tướng công ra giải quyết ạ. Hãy cho các ngươi bắt lợn mà bắt. Bẩm tướng công, tướng công chẳng bảo bọn con bắt lợn còn gì nữa. Mà không như thế, tướng công còn bảo có 18 quan thôi. Đúng ạ. Không biết ta có bảo thế không nhỉ? Thì tướng công ra dấu như thế này là chữ thập, dáng như tướng công đi chữ bát, chính tỏ 18 quan. Xong tướng công phải ra bắt lợn đi. Đúng không? Phải đúng như vậy không? Dạ bẩm tướng công, 18 quan thì rẻ quá à. Con lợn ra cả tạ đây ạ. À. Đấy, không những thế còn bọn con còn rửa sạch sẽ chuồng lợn rồi ạ. À. Thôi. Bắt thật à? Dạ vâng, có rửa chuồng lợn rất sạch sẽ. Bây giờ là đòi bắt đấy ạ. À. Thôi bán đi. Ta thấy các người thông minh, chăm chỉ, chịu khó. Rồi. Thôi, bọn con về đấy ạ. Đã bẩm tướng công, bán thật ạ. Thôi bán đi, ta nuôi nước khác. Đã tiếc quá ạ.